Lễ cưới Puka Jin Tuấn Kiệt, cô dâu bật khóc, chú rể không nói lời thề hẹn. Chiều mùng 4 tháng 11, lễ cưới của diễn viên Puka và Jin Tuấn Kiệt diễn ra tại một khu nghỉ dưỡng ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Đây là buổi tiệc riêng tư mà cặp đôi dành để chiêu đãi gia đình, người thân, bạn bè thân thiết. Buổi lễ có sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ người nổi tiếng trong showbiz Việt như vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương, Trường Giang, Thu Trang, Tiến Luật, Mạc Văn Khoa, Duy Khánh, Huỳnh Lập, Minh Tú, Anh Tú, Lily, Hoa hậu Khánh Vân. Các khách mời bày tỏ sự hào hứng, hứa hẹn quậy tới bến trong đám cưới của Jin Tuấn Kiệt và Puka khoảng 16 giờ, dàn nghệ sĩ đồng loạt diện trang phục tông màu nâu và be, đúng với yêu cầu của cô dâu chú rể và có mặt ở nơi diễn ra hôn lễ, đảm nhận vai trò dẫn chương trình là MC đại nghĩa. Lễ cưới diễn ra ở bãi biển thơ mộng, được trang trí với rất nhiều hoa và bong bóng cùng ảnh kỷ niệm của cô dâu chú rể. Ngoài ra Puka và Jin Tuấn Kiệt còn trang bị gương để khách mời chụp ảnh kỷ niệm. Nhiều khán giả nhận xét lễ cưới của cặp đôi nghệ sĩ bài trí giản dị nhưng không kém phần tinh tế trong ngày trọng đại cô dâu puka diện váy cưới cúp ngực bối tóc gọn gàng trong khi đó chú rể duyên tuấn kiệt diện trang phục màu hồng khoảng 16 giờ 30 lễ cưới chính thức diễn ra trên sân khấu puka hạnh phúc không cầm được nước mắt ôm chặt duyên tuấn kiệt chú rể bồi hồi gửi lời cảm ơn đến cô dâu puka vì thời gian qua đã bên cạnh cùng anh trải qua nhiều khó khăn thử thách cuộc sống dù có những sóng gió chúng ta cũng vượt qua để hôm nay bước sang một trang mới của cuộc đời trước sự chứng kiến của cha mẹ anh chị em bạn bè đồng nghiệp thân thiết duyên tuấn kiệt bày tỏ nam diễn viên cũng cho biết anh sẽ không có những lời hứa với cô dâu của mình thay vào đó là những hành động thiết thực để puka cảm nhận được tình yêu thương mà anh dành cho cô duyên tuấn kiệt bộc bạch anh sẽ không thể vì đó chỉ là những lời nói suông anh vẫn sẽ làm những điều hàng ngày anh làm cho em để em cảm nhận được đó là tình yêu thương anh dành cho em cảm ơn em vợ của anh chia sẻ của chú rể duyên tuấn kiệt khiến những nghệ sĩ có mặt tại buổi tiệc không khỏi xúc động khách mời cùng nhau chúc phúc cho cô dâu và chú rể những khoảnh khắc trong đám cưới đôi nghệ sĩ cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả Ảnh chụp thực đơn đám cưới cũng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Bữa tiệc chiêu đãi khách mời gồm những món tôm sú, mực chiên giòn, gà quay trung hoa, thân bò áp chảo. Theo lịch trình lễ cưới đã công bố, sau khi làm lễ vào lúc 16 giờ 30 và tiệc chiêu đãi diễn ra vào lúc 18 giờ, đám cưới của Puka và Duyên Tuấn Kiệt còn có các tiết mục đặc biệt vào lúc 20 giờ. Trương Thế Vinh Thúy Ngân bị tóm khoảnh khắc bất thường tại đám cưới Puka, ven lại lên thuyền trương thế vinh và thúy ngân từng có thời gian là cặp đôi được đẩy thuyền rầm rộ không chỉ nên dần mà còn cả dàn sau vê bít điển hình là trường giang cũng trở thành thánh trèo thuyền cho cả hai tuy nhiên hiện tại trương thế vinh và thúy ngân vẫn luôn giấu kiến chuyện tình cảm chưa bao giờ đính chính thông tin hẹn hò mới đây trong một khoảnh khắc được ghi lại tại sân bay trước thềm đám cưới puka và jin tuấn kiệt thúy ngân và trương thế vinh đã bị bắt cặp kè bên nhau vô cùng thân thiết không chỉ vậy st sơn thạch như đang bị ra rìa khiến ai nấy không khỏi thích thú khoảnh khắc này cũng khiến hội để thuyền được phen dần dần Trước đó Thúy Ngân cũng từng tuyên bố Bình thường mọi năm em hứa với ba em thôi Nhưng em thấy không thực hiện được Năm nay em hứa với tất cả mọi người Là em sẽ bước vào cuộc đời của một người Và ở lại đó luôn nhiều người cũng đã déo tên Trương Thế Vinh và cho rằng chính anh là nửa kia của Thúy Ngân. Ngay đây không lâu mạng xã hội bất ngờ lan truyền khoảnh khắc, Thúy Ngân Trương Thế Vinh hôn nhau xe đắm. Tưởng đâu thuyền đã cập bến nhưng sự thật khiến fan ngỡ ngàng, được biết đó chỉ là một cảnh quay trong bộ phim mà bộ đôi cùng tham gia mà thôi. Cuối tập 5 của mini series Nữ chủ Hải Đường và Khánh đã có nụ hôn tái hợp ngọt ngào sau 3 năm xa cách. Nụ hôn vừa là nụ nhớ ra giết đến người yêu cũ, vừa là sự rằng xé nội tâm giữa hai nhân vật với tình cảm éo le hiện tại. Thời gian hải đường chịu hình phạt trong nhà giam, Khánh đã quyết định từ bỏ công việc, dần xa lầy vào gia đình tội phạm của Cao Thiên Huỳnh Đông, không chỉ trở thành con rể của ông Trùm, Khánh giờ đây còn là cánh tay đắc lực của quân Thái Tử. Thời điểm gặp nhau, cả hai đang đứng ở hai chiến tuyến khác biệt, hải đường mang thân phận là nữ tội phạm xâm nhập vào gia đình ông Trùm, còn Khánh là một thành viên trong đó, dù thế anh chàng vẫn lặng lẽ hỗ trợ và giúp đỡ cho tình cũ nụ hôn tình cảm của cả hai nhanh chóng oanh tạc toàn cõi mạng không chỉ người hâm mộ mà khán giả yêu thích nữ chủ cũng nhiệt tình đầy thuyền mong cặp đôi phim giả tình thật đây không phải lần đầu tiên thùy nhân và trương thế vinh được khán giả gán ghép nhưng có thể nói phản ứng hóa học ngọt ngào khi ở cạnh nhau của cả hai luôn khiến dân tình phát sốt ai nấy cũng đều phải tấm tắc khen cặp đôi và mong cưới ngay phản ứng ngọt ngào giữa hai người trong phim khiến cư dân mạng có một fan rầm rộ nhiều bình luận cho rằng đó không hề diễn hoàn toàn là tình cảm thật nụ hôn lãng mạn không dị và thô như trong những bộ phim khác bí vinh và ngân hôn là hôn thật hay những bình luận hài hước khúc hai người hôn nhau mà tôi rớt nước mắt giá như ngoài đời hai người yêu nhau thật thì tốt biết mấy và còn vô số bình luận đẩy thuyền dành cho cặp đôi Nữ chủ một mini series nói về hành trình đơn thân độc mã của một nữ tội phạm đối đầu với một tập đoàn tội phạm khét tiếng và một cuộc tình không thể có một hồi kết tốt đẹp, phim mang đến những pha hành động mãn nhãn, những cuộc thanh trừng khốc liệt những âm mưu trừ khử lẫn nhau giữa các bà vợ và nhân tình của ông trùm hiếm có cặp đôi bít nào được người hâm mộ đến dần bạn thân nghệ sĩ nhiệt tình đẩy thuyền như Trương Thế Vinh và Thúy Ngân. Dù năm lần bảy lượt lộ hin hẹn hò, nhưng chính chủ vẫn chưa một lần lên tiếng xác nhận. Tuy vậy các ông mai bà mối không hề chùn bước mà vẫn quyết tâm trèo thuyền tới bến. Dù vậy trong khoảng thời gian qua, thuyền này dường như đã chìm vì cả hai không còn xuất hiện cùng nhau nhiều như trước. Khả Như tiết lộ lý do năm lần bảy lượt vắng mặt tại hôn lễ của Puka vẫn bị dân mạng chỉ trích dữ dội. Những ngày vừa qua, mạng xã hội được fan xôn xao trước nghi vấn cặp sao Vbiz Khả Như Puka nghỉ chơi sau nhiều năm khăng khít. Nguồn cơn câu chuyện bắt nguồn từ việc Khả Như vắng mặt trong ngày trọng đại của Puka, dù cả hai trước đó đã từng rất thân thiết. Từ đó tới nay, người trong cuộc vẫn chưa một lần lên tiếng về vụ việc này lần nào. Cho đến cách đấy ít lâu, Khả Như đã có những động thái đầu tiên sau ồn ào cạch mặt Puka. Theo đó, Khả Như đã chia sẻ một bài đăng có nội dung thể hiện tâm trạng buồn bã, ẩn ý trong tình yêu. Cô gái nhỏ mệt thì cứ mệt đi, buồn thì cứ khóc, yếu thì cứ yếu thôi, em xứng đáng được yêu được thương được cưng, được lo lắng, được chăm sóc đúng cách, chứ đừng biến mình thành siêu nhân gồng lên để tự bảo vệ mình. Rồi cũng đừng mang tim đi chăm sóc cho ai khi bản thân mình cần được chăm hơn hết, hãy cứ như một đóa hoa mềm mại rực rỡ, sống một cuộc đời hưởng thụ và yêu thương, cuộc đời của em mà em có đang hạnh phúc không? Chưa dừng lại trong khi các đồng nghiệp cùng nhau lên đồ dự đám cưới Puka Duyên Tuấn Kiệt tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh tối qua, Khả Như tiếp tục vắng mặt. Mới đây nhất cô nàng gây chú ý khi cập nhật hình ảnh đang làm việc ở phim trường và tiết lộ có thể phải quay hình đến sáng. Qua những động thái trên có thể thấy diễn viên Khả Như dường như không hề quan tâm đến những tin đồn đang lan truyền khắp mạng xã hội, thay vào đó cô chỉ tập trung cho công việc nghệ thuật lẫn cuộc sống đời thường. Dẫu vậy với bài đăng mới của Khải Như, nhiều người cho rằng cô đang ngầm chứng minh bản thân bận rộn nên mới không xuất hiện trong ngày vui của chị em thân thiết. Trước đó sau khi tin đồn Khải Như Puka nghỉ chơi bùng nổ khắp các mặt trận, dân tình cũng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những thắc mắc cho sự vắng mặt của Khải Như, một số netizen cho rằng có thể cô bận rộn lịch trình công việc từ trước nên không thể tham dự lễ cưới của Puka Duyên Tuấn Kiệt. Mặt khác việc đăng đàn chúc mừng hay khoe thiệp cưới trên mạng không phải quy định bắt buộc nên không thể căn cứ vào điều này để cho rằng cả hai giãn nứt tình chị em. Có dân tình suy đoán rằng lý do Khải Như không đến dự hôn lễ của Puka Duyên Tuấn Kiệt là đang né sĩ Thanh, tránh đụng mặt nhau vì cả hai cùng liên quan đến một người đàn ông, đó chính là nam diễn viên hài Huỳnh Phương. Bởi lẽ cách đây không lâu, giữa Khải Như và Huỳnh Phương từng vướng tin đồn tình ái, cặp đôi được cho là đang hẹn hò khi cùng hợp tác trong một vở diễn sân khấu, không ngần ngại thể hiện sự thân thiết khi đi chung sự kiện, trước đồn đoán cả hai quyết định giữ im lặng cho qua. Trong khi đó Huỳnh Phương từng có khoảng thời gian hẹn hò với Sĩ Thanh, nhưng đã chia tay nhiều năm qua, được biết, Sĩ Thanh là người đảm nhận khâu trang trí hoa, không gian tiệc cưới ở Khánh Hòa cho Puka và Jin Tuấn Kiệt với sen đá và cỏ lau chủ đạo. Vì vậy, nhiều người cho là có thể khá như không muốn chạm mặt người cũ của tính tin đồn, tạo ra tình huống khó xử cho đôi bên, nên quyết không đến dự cưới. Tuy nhiên nếu đây là lý do thật sự khiến cô nàng vắng mặt trong ngày vui của đàn em thì thật đáng chê trách vì ai cũng biết hôn lễ là cả đời người chỉ có một lần nên nó quan trọng đến nhường nào. Ngày này cô dâu chú rể đều mong muốn gia đình bạn bè đồng nghiệp tế tựu đông đủ cùng chung vui và đương nhiên Puka Jin Tuấn Kiệt cũng thế nên khi có ai đó vắng mặt hẳn gặp đôi cũng sẽ buồn lòng không ít mà Khả Như lại là người chị thân thiết nhiều năm. Trong quá khứ Khả Như và Puka từng gắn bó thường xuyên, quay chung game show, đứng cùng sân khấu ở một bài phỏng vấn. Puka còn thừa nhận tôi và khả như chơi thân với nhau từ đó tới giờ rất lâu rồi rất là bền vậy nên người hâm mộ rất mong chờ sau khi cả hai sắp xếp ổn thỏa mọi việc sẽ có một lời giải thích hay xác nhận nào đó để công chúng không phải đoán ra đoán non về mối quan hệ đôi bên